Xin kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Iran phát động tấn công, hơn 100 UAV bay về phía Israel. Iran đã chính thức tấn công Israel bằng hơn 100 UAV. Cuộc tấn công bắt đầu vào khoảng 23 giờ ngày 13 tháng 4 giờ địa phương, tức khoảng 3 giờ sáng ngày 14 tháng 4 theo giờ Hà Nội. Hãng thông tấn Fars của Iran cho biết Iran đã xác nhận việc phóng UAV và thông báo sắp tiến hành cuộc tấn công tên lửa vào Israel. Trong khi đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Adrian Watson xác nhận rằng Iran đã bắt đầu cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Israel và Tổng thống Joe Biden đang liên lạc với các quan chức Israel. Các UAV của Iran dự kiến tiếp cận không phận Israel sau khoảng 2 đến 3 giờ. Lệnh cấm bay trên toàn bộ không phận nước này đã được ban hành. Nội các Israel đã tiến hành phiên họp khẩn cấp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Benjamin Netanyahu để bàn biện pháp đối phó. Lực lượng phòng vệ Israel, IDF, xác nhận đây là cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên của Iran nhằm vào nước này. Còi báo vang khắp các khu dân cư Israel từ rạng sáng ngày 14 tháng 4 tại miền Bắc và miền Nam, cũng như ở Jerusalem và nhiều thị trấn ở phía Bắc bờ Tây. Không quân Israel bắt đầu ngăn chặn máy bay Iran. Đài CNN cho biết có vụ nổ phía trên Tel Aviv, nơi dường như đã bị phòng không Israel đánh chặn. Ngoài ra, còn có báo cáo về các vụ nổ ở khu vực Beersheba, Biển Chết và Hebron ở bờ Tây, cũng như cao nguyên Golan ở biên giới với Syria. Tình báo Mỹ, Iran đã di chuyển vũ khí. Trước đó không lâu, hai nguồn tin tình báo Mỹ nói với đài CNN rằng Mỹ đã ghi nhận diễn biến Iran di chuyển các khí tài như máy bay không người lái và tên lửa hành trình. Đây là diễn biến mới nhất báo hiệu một cuộc tấn công tiềm tàng từ Iran nhằm vào các mục tiêu của Israel, bao gồm cả các mục tiêu nằm trong lãnh thổ Israel. Tuy nhiên, các nguồn tin nói rằng hiện vẫn chưa rõ liệu Iran có tấn công từ lãnh thổ của mình hay không. Theo báo cáo của Mỹ, Iran cũng có thể lôi kéo lực lượng ủy nhiệm thực hiện các cuộc tấn công như vậy. Các quan chức cấp cao của Mỹ và Israel cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu Israel cập nhật và tham khảo ý kiến của Mỹ trước bất kỳ phản ứng nào đối với một cuộc tấn công tiềm tàng từ Iran. Báo Wall Street Journal hôm 11 tháng 4 đưa tin Iran dự kiến tấn công Israel trong vòng 24 đến 48 giờ tới, đồng thời cho biết Israel đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trực tiếp vào phía Bắc hoặc phía Nam nước này. Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Hà Lan thông báo đóng cửa đại sứ quán ở Tehran trong ngày 14 tháng 4 như một biện pháp phòng ngừa do căng thẳng gia tăng giữa Iran và Israel. Bộ Ngoại giao Hà Lan nói thêm rằng trong ngày 14 tháng 4 họ sẽ quyết định xem liệu đại sứ quán có mở cửa trở lại vào ngày hôm sau hay không. Trong khi đó, hãng hàng không quốc gia Úc Qantas tạm thời định tuyến lại các chuyến bay từ Perth, Úc đến London, Anh trong bối cảnh quốc tế lo ngại về một cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel. Theo trang web của Qantas, sự thay đổi tạm thời này sẽ kéo dài thời gian bay của đường bay này từ 18 giờ lên hơn 21 giờ. Theo hãng tin Reuters, Israel cho đến giờ không lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm 10 tháng 4 nhấn mạnh Israel phải bị trừng phạt và sẽ bị trừng phạt khi cho rằng hành động trên không khác gì tấn công vào lãnh thổ Iran. Lo ngại tình hình Trung Đông thêm căng thẳng, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 11 tháng 4 kêu gọi tất cả các bên tiếp tục kiềm chế để ngăn khu vực rơi vào bất ổn hoàn toàn. Trước mắt, Bộ Ngoại giao Nga đã khuyến cáo công dân nước này không nên đến Trung Đông, đặc biệt là Israel, Lebanon và các vùng lãnh thổ Palestine. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock thúc giục Tehran kiềm chế tối đa để tránh tình hình leo thang hơn nữa trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Hossein Amir Abdollahian. Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Cameron cũng cho biết ông đã nói rõ với Bộ trưởng Amir Abdollahian rằng Iran không nên kéo Trung Đông vào một cuộc xung đột lớn hơn, đồng thời lo ngại nguy cơ tính toán sai lầm khiến bạo lực gia tăng. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho hay, chúng tôi cố gắng hết sức bảo vệ Israel. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Israel. Chúng tôi sẽ giúp bảo vệ Israel và Iran sẽ không thành công. Tehran tuyên bố họ buộc phải trừng phạt Israel vì Liên Hiệp Quốc đã không làm gì để lên án hành động đáng trách của Israel đối với cơ sở ngoại giao của Iran ở Damascus, Syria cũng như đưa thủ phạm ra trước công lý. Quân đội Israel cho hay họ chưa đưa ra hướng dẫn mới cho dân thường nhưng yêu cầu người dân tiếp tục cảnh giác. Trong khi đó, lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói rằng Israel phải bị trừng phạt và sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động mà ông cho là tương đương với một cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran. Hôm 12 tháng 4, cả Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant và Tham mưu trưởng Quân đội Israel Herzi Halevi đã có cuộc gặp với người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ CNTCOM Michael Kurila để phối hợp phản ứng cho mọi tình huống. Trong khi đó, Mỹ cũng đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao để ngăn căng thẳng lan rộng ở Trung Đông. Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Ả Rập Saudi hôm 11 tháng 4,
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh căng thẳng gia tăng ở khu vực này không có lợi cho bất kỳ ai. Ông Blinken cũng cho rằng các nước nên thúc giục Iran không leo thang, căng thẳng, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller. Bên cạnh đó, Mỹ cũng tăng cường chuẩn bị cho kịch bản không mong muốn nói trên. Trong động thái mới nhất, các nhà ngoại giao Mỹ tại Israel đã bị hạn chế đi lại do nỗi lo an ninh, theo thông báo của Đại sứ quán Mỹ hôm 11 tháng 4. Cùng ngày, tướng Michael E. Kurila, tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, đã đến Israel. Tại thành phố Tel Aviv, theo truyền thông Israel, ông Kurila đã thảo luận với Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, IDF, Herzi Halevi về cách phối hợp ứng phó trước một cuộc tấn công tiềm tàng của Iran, tình hình cuộc xung đột và hoạt động cứu trợ nhân đạo ở dải Gaza. Ông Kurila cũng đến thăm trụ sở của lực lượng không quân Israel để nắm thông tin về hệ thống phòng thủ và tấn công đa tầng của nước này. Trước đó, Iran cho biết nước này đã phát tín hiệu cho Washington rằng họ sẽ đáp trả cuộc tấn công của Israel vào Đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria theo cách tránh leo thang lớn và sẽ không hành động vội vàng. Thông điệp này đã được Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amiradollahian chuyển đi trong chuyến thăm hôm 7 tháng 4 tới Oman, quốc gia thường đóng vai trò trung gian giữa Tehran và Washington. Người phát ngôn Nhà Trắng từ chối bình luận về bất kỳ thông điệp nào từ Iran nhưng cho biết Mỹ đã liên lạc với Iran, nói rằng họ không liên quan đến cuộc tấn công vào Đại sứ quán. Bộ Ngoại giao Iran và chính phủ Oman cũng chưa hồi đáp các yêu cầu đưa ra bình luận từ phía Reuters. Thông điệp ngoại giao được đề cập chỉ ra cách tiếp cận thận trọng của Iran theo cách ngăn chặn Israel tiếp tục các hành động gây ảnh hưởng đến họ, nhưng tránh leo thang quân sự có thể gây khó chịu cho Mỹ. Israel đe dọa sẽ tấn công trực tiếp vào Iran nếu nước này bị tấn công. Căng thẳng Iran và Israel khiến cả thế giới phải dõi theo khi cộng đồng quốc tế đang thúc giục các nước ở Trung Đông kiềm chế giữa lúc nỗi lo gia tăng về kịch bản Iran tấn công trả đũa Israel. Tehran đã lên tiếng cảnh báo sẽ đáp trả vụ không kích nhằm vào khu phức hợp Đại sứ quán Iran tại thủ đô Damascus, Syria, khiến 7 cố vấn quân sự thiệt mạng hôm 1 tháng 4. Vụ việc khiến khu vực Trung Đông thêm căng thẳng giữa lúc khủng hoảng tại dải Gaza chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo hãng tin Reuters, Israel cho đến giờ không lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm 10 tháng 4 nhấn mạnh Israel phải bị trừng phạt và sẽ bị trừng phạt khi cho rằng hành động trên không khác gì tấn công vào lãnh thổ Iran. Lo ngại tình hình Trung Đông thêm căng thẳng, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 11 tháng 4 kêu gọi tất cả các bên tiếp tục kiềm chế để ngăn khu vực rơi vào bất ổn hoàn toàn. Chớp mắt, Bộ Ngoại giao Nga đã khuyến cáo công dân nước này không nên đến Trung Đông, đặc biệt là Israel, Lebanon và các vùng lãnh thổ Palestine. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Amalena Baerbock thúc giục Tehran kiềm chế tối đa để tránh tình hình leo thang hơn nữa trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Hossein Amir Abdollahian. Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Cameron cũng cho biết ông đã nói rõ với Bộ trưởng Amir Abdollahian rằng Iran không nên kéo Trung Đông vào một cuộc xung đột lớn hơn, đồng thời lo ngại nguy cơ tính toán sai lầm khiến bạo lực gia tăng. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho hay, chúng tôi cố gắng hết sức bảo vệ Israel, chúng tôi sẽ hỗ trợ Israel, chúng tôi sẽ giúp bảo vệ Israel và Iran sẽ không thành công. Tehran tuyên bố họ buộc phải trừng phạt Israel vì Liên Hiệp Quốc đã không làm gì để lên án hành động đáng trách của Israel đối với cơ sở ngoại giao của Iran ở Damascus, Syria cũng như đưa thủ phạm ra trước công lý. Quân đội Israel cho hay họ chưa đưa ra hướng dẫn mới cho dân thường nhưng yêu cầu người dân tiếp tục cảnh giác. Trong khi đó, lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói rằng Israel phải bị trừng phạt và sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động mà ông cho là tương đương với một cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran. Hôm 12 tháng 4, cả Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant và Tham mưu trưởng Quân đội Israel Herzi Halevi đã có cuộc gặp với người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ CENTCOM Michael Kurila để phối hợp phản ứng cho mọi tình huống. Trong khi đó, Mỹ cũng đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao để ngăn căng thẳng lan rộng ở Trung Đông. Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Ả Rập Saudi hôm 11 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh rằng căng thẳng gia tăng ở khu vực này không có lợi cho bất kỳ ai. Ông Blinken cũng cho rằng các nước nên thúc giục Iran không leo thang căng thẳng, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller. Bên cạnh đó, Mỹ cũng tăng cường chuẩn bị cho kịch bản không mong muốn nói trên. Trong động thái mới nhất, các nhà ngoại giao Mỹ tại Israel đã bị hạn chế đi lại do nỗi lo an ninh, theo thông báo của Đại sứ quán Mỹ hôm 11 tháng 4. Cùng ngày, tướng Michael E. Kurila, tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, đã đến Israel.
Tại thành phố Tel Aviv, theo truyền thông Israel, ông Kurila đã thảo luận với Tổng tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Israel IDF Herzi Halevi về cách phối hợp ứng phó trước một cuộc tấn công tiềm tàng của Iran, tình hình cuộc xung đột và hoạt động cứu trợ nhân đạo ở dải Gaza. Ông Kurila cũng đến thăm trụ sở của lực lượng không quân Israel để nắm thông tin về hệ thống phòng thủ và tấn công đa tầng của nước này. Trước đó, Iran cho biết nước này đã phát tín hiệu cho Washington rằng họ sẽ đáp trả cuộc tấn công của Israel vào Đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria theo cách tránh leo thang lớn và sẽ không hành động vội vàng. Thông điệp này đã được Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian chuyển đi trong chuyến thăm hôm 7 tháng 4 tới Oman, quốc gia thường đóng vai trò trung gian giữa Tehran và Washington. Người phát ngôn Nhà Trắng từ chối bình luận về bất kỳ thông điệp nào từ Iran, nhưng cho biết Mỹ đã liên lạc với Iran, nói rằng họ không liên quan đến cuộc tấn công vào đại sứ quán. Bộ Ngoại giao Iran và chính phủ Oman cũng chưa hồi đáp các yêu cầu đưa ra bình luận từ phía Reuters. Thông điệp ngoại giao được đề cập chỉ ra cách tiếp cận thận trọng của Iran theo cách ngăn chặn Israel tiếp tục các hành động gây ảnh hưởng đến họ, nhưng tránh leo thang quân sự có thể gây khó chịu cho Mỹ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!